Chào các bạn, các video trước chúng ta đã tìm hiểu các khu tự trị ở Trung Quốc, tìm hiểu các thành phố, di tích lịch sử thì hôm nay chúng ta lại khám phá thêm một vùng đất mới của Trung Quốc. Những ai đam mê mua sắm từ quần áo, đồ gia dụng cho đến các linh kiện điện tử thì chắc chắn các bạn đã từng nghe quần áo Quảng Châu, hay linh kiện Thâm Quyến, thì Quảng Châu và Thâm Quyến là hai trong 21 thành phố của tỉnh Quảng Đông. Được mệnh danh là thiên niên kỷ kinh doanh của tỉnh Quảng Đông. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu địa lý chính trị, con người và những nét nổi bật tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Trước khi vào video các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông ủng hộ kênh nhé. Là một tỉnh phía Nam Trung Quốc, nằm ven bờ biển Đông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quảng Đông là tỉnh đông nhất về số dân, đứng đầu về kinh tế Trung Quốc, Quảng Châu là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc. Nằm trên sông Châu Giang, thành phố cách Hồng Kông 120 km về phía Tây Bắc và cách Macau 145 km về phía Bắc. Quảng Đông giáp với Quảng Tây, cả hai có danh xưng chung là Lưỡng Quảng. Quảng Đông còn được biết đến là tỉnh giàu nhất Trung Quốc. Và thành phố Quảng Châu được gọi là thiên niên kỷ kinh doanh. Ngoài Quảng Châu còn có thành phố Thâm Quyến được mệnh danh là Silicon của châu Á, đây là một thành phố thuộc top đầu thế giới về tốc độ phát triển nhanh nhất. Thâm Quyến cũng là một trung tâm tài chính dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và xếp thứ 8 trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới trong chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu năm 2021. Thâm Quyến có số lượng tỷ phú cao thứ tư trên thế giới, đứng sau New York, Bắc Kinh và Thượng Hải. Đây cũng là nơi sản xuất đồ điện tử lớn nhất Trung Quốc. Về vị trí địa lý và khí hậu, Quảng Đông nằm ở phía Nam Trung Quốc, với dãy núi Nam Lĩnh ở phía Bắc và dãy núi Vũ Di ở phía Đông Bắc. Đối diện với Quảng Đông là Biển Đông ở phía Nam. Bờ biển dài 3.368 km và diện tích đại dương là 419 km2. Địa hình cao ở phía Bắc, thấp ở phía Nam và núi cao ở phía Bắc, Đông Bắc và phía Tây. Các khu vực ven biển miền Trung và miền Nam chủ yếu là đồi thấp. Cao nguyên hoặc đồng bằng, núi và đồi chiếm 62%, cao nguyên và đồng bằng chiếm 38%. Các dãy núi chính là núi Liên Hoa, núi La Phù, núi Cửu Liên, núi Thanh Vân, núi Hoạt Thạch, núi Thiên Lộ, núi Mây Mù và dãy núi Vân Khai, chủ yếu chạy từ Đông Bắc sang Tây Nam và song song với đường bờ biển. Có tổng số 640 thân cây và sông nhánh với diện tích lưu vực hơn 100 km2, thuộc hệ thống sông Châu Giang và các hệ thống sông ven biển. Chủ yếu là Đông Giang, Bắc Giang, Tây Giang và Hàn Giang, lượng mưa trung bình hàng năm trên lãnh thổ là 1.774 mm, tỉnh Quảng Đông nằm ở phía Nam, với mùa hè nóng, mưa, còn mùa đông ôn hòa và khô. Hầu hết các khu vực có khí hậu gió mùa cận nhiệt đới. Nhiệt độ ở miền Bắc Quảng Đông là trung bình thấp nhất và thậm chí có tuyết vào mùa đông. Bán đảo Lôi Châu ở phía Nam Quảng Đông là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình trong suốt cả năm cao hơn các thành phố khác. Về kinh tế, sau 30 năm cải cách và mở cửa, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Quảng Đông hàng năm bình quân đạt 13,7%. Năm 2007, tổng giá trị sản phẩm của tỉnh đạt 3.060,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 14,5% so với năm trước, chiếm 1/8 GDP cả nước. Tổng diện tích đất trồng nông nghiệp của Quảng Đông là 4,34 triệu hectare, đất rừng 11 triệu hectare. Quảng Đông còn là vùng đất có nhiều tài nguyên khoáng sản lên đến 88 loại và có hệ sinh thái đa dạng bao gồm nhiều chủng loại thuộc bảo vệ cấp 1. Tài nguyên biển đa dạng, sản phẩm đánh bắt xa bờ và nuôi trồng hải sản ven bờ mỗi năm đạt hơn 3,8 triệu tấn, bán đảo Lôi Châu còn là cơ sở nuôi ngọc trai lớn của cả nước. Tỉnh Quảng Đông đứng đầu trong số các tỉnh trong nhiều chỉ số kinh tế và là tỉnh có nền kinh tế lớn nhất của Trung Quốc. Chẳng hạn như tổng sản phẩm trong nước, tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng, tiền gửi tiết kiệm hộ gia đình, đơn xin cấp bằng sáng chế, thuế, tổng xuất nhập khẩu, tổng doanh thu du lịch, quyền sở hữu điện thoại di động, người dùng Internet, tổng doanh thu vận tải hàng hóa. Trong số đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu chiếm khoảng 1/4 quốc gia mỗi năm, đứng đầu cả nước trong 23 năm liên tiếp từ 1985 đến 2008, tổng doanh thu tài chính hàng năm chiếm khoảng 1/7 cả nước. Đầu tư nước ngoài tích lũy chiếm khoảng 1/4 cả nước, GDP từ năm 1989 đến 2008, nó đứng đầu trong cả nước trong 19 năm liên tiếp. Nhưng mức sống bình quân đầu người cần phải được cải thiện. Hội chợ nơi đây được tổ chức mỗi năm tại thủ phủ của tỉnh Quảng Châu, đây là một hoạt động tiêu biểu của thương mại xuất khẩu của Trung Quốc, hỗ trợ sự phát triển liên tục của ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu trong và ngoài nước của Quảng Đông trong nhiều năm. Đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Đông gồm 21 thành phố trực thuộc bao gồm Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, Phật Sơn, Thiều Quan, Hà Nguyên, Mai Châu, Huệ Châu, Sán Vĩ, Đông Quản, Trung Sơn, Giang Môn, Dương Giang, Trạm Giang, Mậu Danh, Triệu Khánh, Thanh Viễn, Triều Châu, Yết Dương, Vân Phù. Ngoài ra còn có Hồng Kông và Ma Cao về mặt lịch sử cũng là một phần của tỉnh Quảng Đông trước khi trở thành thuộc địa của Anh và Bồ Đào Nha. Hai thành phố này lại trở thành đặc khu hành chính.
Đạo luật cơ bản của cả hai đặc khu hành chính nghiêm cấm chính quyền tỉnh can thiệp vào chính trị. Các vấn đề khác như chính sách biên giới và quyền mặt nước có quan hệ đến Hồng Kông và Macau và Trung Hoa đại lục được thương thảo thông qua đặc khu và tỉnh Quảng Đông. Do các đặc khu là các đơn vị hành chính của Trung Quốc. Không bao giờ có xảy ra chuyện chính phủ Trung ương lại thương thảo với chính quyền đặc khu. Do đó, chính quyền Trung ương cho phép Quảng Đông thực hiện các vấn đề này. Về dân số, tổng dân số thường trú của tỉnh Quảng Đông có trên 90 triệu người, trong đó bao gồm Hoa Kiều có quê quán Quảng Đông, người Hồng Kông, Macau, Đài Loan gần 30 triệu. Quảng Đông là tỉnh có nhiều thành phần dân tộc khác nhau, trong đó người Hán có hơn 81 triệu người, chiếm 98,5% tổng dân số toàn tỉnh, dân tộc thiểu số có 1,27 triệu người gồm Dao, Chăng, Hồi, Xá. Đây là thống kê dân số theo điều tra dân số nhưng thực tế ở đây có thể lên đến gần 28 triệu người. Những người ở trọ làm việc tại các công ty tại đây. Về ngôn ngữ và văn hóa, Quảng Đông là một tỉnh đa văn hóa. Vùng trung tâm của tỉnh có dân số nói tiếng Quảng Đông cùng với tiếng Quan Thoại. Khoảng 60 triệu người nói tiếng Quảng Đông và nhiều thứ ngôn ngữ địa phương khác. Ngoại trừ tiếng địa phương, phần còn lại thuộc về tiếng Quảng Đông, tiếng Phúc Kiến và tiếng địa phương HK. Người bản địa Quảng Đông. Điều đặc biệt đáng nói là tiếng địa phương Quảng Đông và Mai huyện của Quảng Đông là âm thanh đại diện của tiếng Quảng Đông và HK. Có thể thấy rằng tiếng Quảng Đông chiếm một vị trí quan trọng trong tiếng địa phương Trung Quốc. Ngoài ra, do chiến dịch phổ biến hầu hết của chính phủ và sự di cư của dân cư nước ngoài, Quảng Đông đã lưu hành tiếng phổ thông. Các ngôn ngữ dân tộc thiểu số của Quảng Đông và tiếng địa phương của người nước ngoài được đưa đến khu vực làm việc và sinh sống của họ. Ở Việt Nam, người ta sử dụng tiếng Triều Châu nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp. Về văn hóa, Quảng Đông có một nền văn hóa lâu đời và độc đáo, chủ yếu được chia thành văn hóa Quảng Châu, văn hóa Triều Châu và văn hóa HK. Khai thác các lầu canh gác là dự án di sản văn hóa thế giới đầu tiên ở Quảng Đông. Triều Sơn Châu là một mô hình của tổ chức từ thiện dân gian Trung Quốc. Xung quanh HK được coi là tòa nhà đại diện của văn hóa di cư Hán Trung Quốc. Quảng Đông nổi tiếng với ẩm thực Quảng Đông và nhạc kịch Quảng Đông. Có bốn tôn giáo chính ở Quảng Đông là Phật giáo, Đạo giáo, Islam, Công giáo. Hệ thống giao thông tỉnh Quảng Đông hoàn thiện, phát triển với đường bộ, đường sông, đường biển, đường sắt và đường hàng không. Tuyến vận chuyển đường sông dài trên 10.000 km, xếp thứ hai trong cả nước, đứng sau tỉnh Giang Tô. Đường biển tỉnh Quảng Đông phát đạt, có hơn 100 cảng biển lớn như Hoàng Phố, Trạm Giang, Sán Đầu, Sán Vĩ, Xích Loan, Xà Khẩu, Diêm Điền, Áo Đầu, Thủy Đông, Tân Sa. Các tuyến đường sắt Bắc Nam có Kinh Quảng, Quảng Cửu. Đường bộ toàn tỉnh dài hơn 91.800 km, trong đó có 12 tuyến quốc lộ như Bắc Kinh Quảng Châu, Bắc Kinh Thâm Quyến, Trùng Khánh Trạm Giang. Đường cao tốc trong tỉnh có tuyến Quảng Châu Thâm Quyến Chu Hải, Quảng Châu Phật Sơn Khai Bình. Bạch Vân ở Quảng Châu, Hoàng Điền ở Thâm Quyến là hai sân bay quốc tế của tỉnh với nhiều chuyến bay nối các thành phố trong cả nước và nước ngoài. Quảng Đông còn được biết đến là nơi có nhiều khu du lịch nổi tiếng. Nhiều bãi biển non xanh nước biếc, bốn mùa hoa nở, có nhiều phong cảnh đẹp, cũng là cái nôi của phong trào cách mạng Trung Quốc. Hiện tỉnh có 16 di tích trọng điểm cấp quốc gia, trong đó có 11 di tích cách mạng. Khi đặt chân đến Quảng Đông thì không thể bỏ qua khu di tích nhà ở họ Trần. Nằm trên con đường Trung Sơn thành phố Quảng Châu. Khu nhà họ Trần là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Khu nhà họ Trần là một công trình được xây từ thời nhà Thanh để làm nơi nghỉ ngơi cho những sĩ tử trong dòng tộc họ Trần lên kinh thành thi cử, cũng là nơi ở của tầng lớp giàu, quyền thế trong xã hội phương Nam. Tòa kiến trúc chính được xây theo phong cách 5 nhà 3 sân, 9 đường 6 viện, có cổng chính. Tụ hiền đường và dãy nhà sau được xây thẳng hàng. Trong khuôn viên có tất cả 19 tòa nhà lớn nhỏ, mỗi tòa nhà đều được xây độc lập nhưng vẫn có sự liên kết với nhau. Phần nội thất bên trong được trang trí với những đồ vật được chạm khắc gỗ, đá, đất nung, đất sét, gốm, đồ thủ công đúc sắt và một số vật trang trí ở cả trong và ngoài. Hiện nay thì nơi đây chính là di tích văn hóa lịch sử được chính phủ Trung Quốc công nhận và bảo tồn. Khách du lịch sẽ thấy được bộ sưu tập nghệ thuật rất phong phú về chạm khắc gỗ, khắc đá, đồ gốm, thạch cao. Sau khi tham quan khu nhà họ Trần thì các bạn không thể bỏ qua điểm du lịch cầu Quảng Tế. Có câu nói, đến Triều Châu mà không ghé qua cây cầu Quảng Tế, chuyến đi của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Cầu Quảng Tế nằm ở phía đông của Triều Châu và được xem là một trong bốn cây cầu cổ nhất Trung Quốc là Triều Châu, Lô Câu và cầu Lạc Dương. Đây là cây cầu phao đầu tiên trên thế giới có khả năng đóng mở. Một phần cầu được nâng đỡ bởi 18 chiếc thuyền, có thể di chuyển để tạo ra lối đi cho tàu bè qua lại. Lúc đầu, cây cầu vốn được nâng đỡ trên 86 chiếc thuyền lớn. Tuy nhiên ngày nay chỉ có phần giữa cầu mới có khả năng đóng mở. Cầu Quảng Tế được xây dựng làm cầu phao từ thời nhà Tống, năm 1170.
4 năm sau khi hoàn thành xảy ra một trận lũ, quét sạch toàn bộ cây cầu. Sau đó nhiều vị quan đã cùng chung tay làm lại cây cầu và đặt trên cây cầu là đinh công. Năm 1194, một vị quan khác đã cho xây dựng đài quan sát ở bờ phía đông và đổi tên thành cầu Di Chuan, phần thân được kết nối với nhiều con thuyền. Đến thời Minh, cầu được cho xây lại và đổi thành cái tên Quảng Tế như ngày nay. Sau đó, vào thời nhà Thanh, năm 1842, hai tượng bò dùng để trấn lũ bị lũ cuốn đi. Ngày nay được nâng đỡ bởi 24 cầu tàu bằng đá và 18 chiếc thuyền, với 24 đình nghỉ chân. Sau khi đã tìm hiểu về lịch sử, chùa chiền, cũng như các di tích văn hóa, thì bây giờ bạn sẽ được hòa mình với biển cả tại bãi biển Dương Giang. Đây được xem là bãi biển sạch và mát mẻ nhất Quảng Đông Trung Quốc, nơi đây tập trung những bãi tắm đẹp và yên bình nhất. Bờ cát trải dài, những rặng dừa đung đưa ra biển. Với những bãi cát mịn, làn nước trong xanh tạo nên vẻ đẹp đầy mê hoặc. Thành phố Dương Giang cũng giống như thành phố Vũng Tàu ở Việt Nam. Cũng như Côn Đảo, đảo Hay Linh là một trong những thắng cảnh làm nên tên tuổi của Dương Giang. Cảnh biển đẹp, món ăn ngon tạo nên cảm giác thích thú cho du khách đến nơi này. Ngoài ra các bạn còn có thể tìm hiểu thêm các danh thắng nổi tiếng có núi Đỏ ở Thiều Quan, núi Đạo Giáo La Phù, vực Phi Lai ở Thanh Viễn, Tây Hồ ở Huệ Châu, Tinh Hồ ở Triệu Khánh, suối nước nóng Tùng Hóa, Hoàng Hoa Cương, nhà kỷ niệm Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu. Núi Đỏ được công nhận là công viên địa chất thế giới, nằm ở phía nam huyện Nhân Hóa, thành phố Thanh Viễn, có hình dáng phong phú, tập trung nhiều cảnh quan xinh đẹp. Diện tích công viên địa chất núi Đỏ khoảng 290 km2, khu bảo tồn bên ngoài khoảng 400 km2. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu thêm một vùng đất giàu bậc nhất Trung Quốc. Các bạn ấn tượng những thông tin gì hãy để lại bên dưới cho mọi người cùng khám phá. Đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông để nhận những video mới nhất từ TN Vlog nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.